Xin chào quý bà con, hôm nay Thế Giới Máy mời bà con cùng Thế Giới Máy trải nghiệm thực tế máy băm thái chuối ta Kioteka 3000 giao hàng cho trại bò của anh Hai Nghĩa. Công dụng máy thái chuối ta Kioteka 3000, xay chuối nhuyễn cho gà ăn, băm cỏ voi lùn, cỏ voi cao, băm cỏ sả, băm rau bèo, băm thái cây chuối, tận dụng tối đa không lãng phí nguồn thức ăn. Dễ sử dụng, an toàn, giúp bà con giải quyết vấn đề chế biến thức ăn cho vật nuôi nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động, băm cành lọc sống cho dê, băm cây chuối cho dê, bò, gà ăn. Cấu tạo máy băm thái chuối ta Kioteka 3000. Máy băm chuối được thiết kế chắc chắn, thùng làm việc rộng, miệng nạp nhiên liệu hình thể giúp đưa nguyên liệu vào dễ hơn, khóa đóng mở nắp thùng, hai lưỡi dao thái và 16 lưỡi dao băm, CB chống giật, động cơ 3 kW. Vậy thấy nó ăn đã không? Thank you.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.